Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với đồ chơi di động.com. Và trong clip này, hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một cái gậy chụp ảnh bằng Bluetooth mới. Đây là cái kiểu gậy, nếu các bạn thường xuyên theo dõi đồ chơi di động.com thì chắc chắn là các bạn đã gặp cái kiểu này trên cái loại gậy sử dụng cái kết nối bằng jack tai nghe. Tuy nhiên đây là một phiên bản nó sử dụng kết nối Bluetooth. Nó sẽ không có cái dây lòng thòng ở phía trước này để cắm vô cái máy của các bạn nữa, mà hoàn toàn chúng ta chỉ cần gắn điện thoại vào đây và kết nối Bluetooth và chỉ sử dụng cái nút bấm này là chúng ta sẽ có thể chụp được những cái bức ảnh mà chúng ta mong muốn. Và đặc biệt là khi mà các bạn kết nối với máy xong thì cái nút này nó sẽ có màu sáng xanh lên như thế này, rất là đẹp. Nó có một cái đèn ở bên trong. Và cái này nó không có sử dụng cái pin đồng hồ mà nó sử dụng một cái loại pin gắn ở trong cái thân với ống này. Thì để sạc cho cái pin đó thì các bạn dùng một cái sợi dây cáp, cáp micro USB bình thường đi theo cắm vào đây. Còn đầu còn lại các bạn cắm vào cổng USB máy tính hoặc là cổng sạc dự phòng hoặc là sạc điện thoại, các bạn sạc cho nó. Và các bạn lưu ý thì nên cắm vào những cái thiết bị sạc, cái đầu sạc nó có cái công suất thấp một chút xíu để bảo vệ cái pin tốt hơn, tại vì cái pin của cái gậy này nó rất là nhỏ. Và đi kèm theo cái gậy nữa thì chúng ta có một cái sợi dây đeo, thì chúng ta luồn vào trong này, ở tại vị trí này thì chúng ta gắn dây này và chúng ta đeo vào trong tay cho chắc. Và cái gậy này nó rất là gọn ở chỗ là nó sẽ thiết kế sẵn cái phần gắn điện thoại của chúng ta không cần phải tháo rời ra nữa, và nó có thể gập lại gọn như thế này. Chúng ta chỉ cần xoay cái nút ở tại vị trí này. Đây là đóng vai trò như một cái khóa, nó sẽ giúp cho cái phần gắn điện thoại này nó cố định lại. Đây. Và cái này chúng ta có thể gắn được điện thoại nhờ vào trong cái lò xo này, chúng ta kéo rộng ra để đặt điện thoại vào. Rồi giờ mình sẽ minh họa cho các bạn. Rất là đơn giản. Khi mà các bạn kết nối với lại Bluetooth thì cái gậy này mặc định nó sẽ có tên là Winnerson, như các bạn thấy trên màn hình này. Và chúng ta chỉ cần vào chương trình chụp ảnh thì chúng ta sẽ chụp được ngay. Ở đây là mình đang thử với lại điện thoại Samsung. Trong những cái điện thoại khác thì có thể chúng ta sẽ khác một chút xíu. Như các bạn thấy là bây giờ chúng ta chỉ cần bấm cái nút này là chúng ta có thể chụp được, rất là nhẹ nhàng. Và cái gậy này chúng ta kéo ra hết cỡ thì chúng ta có một cái gậy tổng thể có chiều dài là khoảng hơn 7 tấc. Và với chiều dài như vậy thì cũng tương đối là khá đủ dùng. Cầm trên tay rất là thoải mái và cái bass nó là bằng cao su mềm, rất là êm. Các bạn thân mến, với chiếc gậy kết nối Bluetooth rất là gọn gàng này thì chúng ta có thể mang đi khắp nơi để chúng ta có ghi lại những cái khoảnh khắc đáng nhớ của chúng ta. Các bạn có thể mua cái sản phẩm này tại đồ chơi di động.com bằng cách chúng ta đặt hàng qua web hoặc là chúng ta đến trực tiếp cửa hàng. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip khác của đồ chơi di động.com.